Con này là Benquy EX600, chạy bóng đèn, chạy khá nhiều giờ rồi nhưng mà lên còn rất là đẹp. Cái loại này chạy khá là bền, bóng bền, linh kiện nó bền, ít lỗi vặn. Các bạn thấy này, chiếu ra màn lớn này, 120 inch này, chiếu ra màn xám này, thấy không, quá đẹp luôn. Này, các bạn thấy được là cái số giờ đã chạy 2970 mấy là bóng đèn còn sáng chỗ này. Một số lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng nó thì đối với cái dòng này nó sẽ có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là tùy theo cái từng độ sáng chúng ta chỉnh cái chế độ bóng đèn, nó sẽ có 3 chế độ, đó là Smart Eco, Economic và Lumen Care. Thì chúng ta nếu muốn để chế độ sáng nhất thì chúng ta để chế độ Normal, còn Economic là chế độ tiết kiệm. Và một cái lưu ý khác đó là nó sẽ có một cái mục gọi là Quick Cooling. Này bao giờ chúng ta cũng nên để off thay vì on, để nếu để off thì bóng đèn nó sẽ bền hơn ha các bạn. Mục này này, đó, nếu mà quick cooling này các bạn, để on nó thì nó sẽ tắt máy ngay lập tức khi mà chúng ta bấm nút nguồn. Còn để off thì nó sẽ tắt theo đúng quy trình làm mát bóng đèn hoàn toàn. Các cái dòng máy chiếu cũ khác các bạn có thể xem trên trang web máy chiếu cũ.com. Tất cả các sản phẩm bán sẽ được bảo hành 1 đổi 1 nha các bạn.